Phê không phê không? Sao đánh tôi quên mẹ rồi. Anh ta đang rất là sướng các bạn. Thất lạc mất Mao Đệ rồi các bạn. Giờ phải đi tìm nó đây. Sóng to gió lớn không biết tìm người ở đâu đây. Sóng này rất là phì. Kéo nó lại chìm nghỉm ở ngoài kia rồi. Đâu rồi nhỉ? À đâu, tít bên kia. Tít tận bên kia các bạn. Ui giời. Ra đây đi sớm mà. Kìa nó nghịch tít sang bên kia kìa. Phê không? Cẩn thận bên này có dòng xoáy đấy nhá. Bên kia có dòng đẩy ra đấy. Ui. Tôi biết rồi. Tiếp tục hả? Tuôn quân rồi ạ. Tiếp tục kìa. Trời ơi. Mày thả người. Có cần phao không? Tao lên lấy phao cho. Thuê phao ấy. Thuê phao nhá. Ê,
Hãy
sủ á. Ừ, đây này, cá sủ. Cá sủ nữa đấy. Cá sủ như kiểu cá sủ vàng. Này, vừa này. Vừa này. Vừa này. Vừa này. Chúc bao nhiêu nhiều đó, người của mình là. Chúc. Ôi, như là cá sủ vàng. Cá sủ. Ừ, cá này cá sủ. Cá mú đây kìa. Bắt cá mú. Tao mày ăn gì? Mày ăn gì? Bắt cá mú nào. Anh chọn gì? Nướng sườn cay. Nướng sườn cay ấy. Con này nhìn như con rô đồng. Mau đi, mau về nữa sao cây. Nhìn như con rô đồng. Cá này rất thơm. Ăn cắn rồi, à, kia bây ăn sóc đồng lắm anh ơi. Ăn cũng lắm em. Sóc đồng lắm anh ơi. Đi đây. Có nhiều cá chê. Không dạ. Cá vược kia bao đây kìa, cá vược kia kìa. Không dạ. Cá vược bên trong kìa. Vâng. Cá vược bên trong ấy. Cá vược trên mình có. Nhưng mà đây là cá vược mặn. Rồi, cá vược bên trong kìa. Thôi đi lên, lên chọn đồ. Ăn đi nha tất cả các cháu ơi, các em nhá, ăn thoải mái đi. Bởi vì đây là nhà hàng mình nên là ăn thì nếu mà ăn đến đâu thì gọi đấy. Vâng. Rồi phát anh ơi. À, đây là mấy món khai vị của Ma Đệ. Ma Đệ. Ê. Đây, từ từ. Ma Đệ. Chén món nào trước? Hàu. Hàu à? Hàu đâu? Hàu nướng mà hay. Ôi, hay làm tí sống tí nhỉ? Làm gì ra sống? Sống á? Hàu tươi. Thôi. Nhưng mà anh có biết bao nhiêu không? Có tí mua. À có rồi, trong kia rồi. Thế là làm tí sống thôi nhá. Vâng. Còn mấy món kia chờ tí nhá. Đi ăn cơm đi. Ừ, em ăn nhá. Ừ, đấy mà. Anh em mình khai vị một tí hải sản ra. Từ bốc rồi. Đây. Quay nhà hàng đúng không? Đây. Đây. Mau lại cái này chơi mà các fan đây. Tại các fan hâm mộ luôn. Em cứ đứng im đấy, tất cả mọi người. Con trai của em đâu? Cho đứng gần ra ba đi. Đâu, con trai anh đâu? Đúng rồi, giơ tay lên đúng. Nhớ làm gì vậy? Coi nhá. Tên tim mang sang nhỉ, em chơi tí nhá. Okay. Hãy cứ một tí, em đứng một tí nhá. Quay, quay nhá. Quay đi. Tí ơi, tí cho Mi vào đi. Tí chụp giữa quán anh ạ. Tí chụp giữa quán luôn. Chợ hải sản của dân trại các bạn.
Mao Đệ đang ghét có rò. Anh bảo nấu đi. Đã, sao thấy bình thường rồi? Anh bảo là nấu đi. Đặt cho săn đang tâm môi. Ghét gần chết các bạn. Tên mát bánh trưởng rồi. Sắp đến đi anh. Đây bên trường, nó hơi xa một chút. Ra đấy thì kiếm con ghẹ 45 cân các bạn. Ghẹ 50, 45 hoặc 7. Gây. 45 thôi. Nhìn cho vợ lực lượng này. Ghẹ tạ. Ghẹ 30 cân. Mình đây. Wow. Hôm nay không ăn là tôi mang hơi biển hoang mang rồi. Chân một tí nắng ở. Giờ cái tầm thời tiết. Và hôm nay kéo mưa đấy. Này nhìn trời. Hôm qua chả mưa. Hôm qua mình ngủ trưa đấy chả mưa rồi. Hôm nay không mưa rồi. Nếu mà thời tiết mà mưa là nó sẽ không có gió như này. Ôi, mà sắp ấy. Đến chợ rồi các bạn ạ. Ôi, ôi trời. Thuyền à? Ấy, đây là thuyền tự đóng rồi. Đầy chỗ bể. Tự đóng chỗ bể. Thuyền. Đây là bể. Đây là bể. Có những bể đây, thuyền gì? Đây là bể trên. Ở trên cơm. Chết hết đi. Chết. Cũng phải lâu hết đấy. Đây. Ôi, nó mày nó mình. Đây, đồ chê đây. Phóng viên nhà báo đấy. Báo đi quay. Các bà làm ăn chung là hoàn quay luôn. À, buổi sáng ở đây khá là đông các bạn. Rồi, nó mới xuống buổi sáng rất là đông. À. Xuống này. Ra ngoài mặt nước này nhá. Cho em chụp quải. Vâng vâng, cứ từ em. Tí nữa, tí nữa. Rồi. Anh lên nhà mình đứng ở đây nhá. Đứng ở đây đâu, em ra nó. À, chào Tâm à. Ở chỗ ra ngoài này, mình sẽ đi lên hết. Ây, ra tức là ra, kiểu này là ra mua của thẳng của ngư dân luôn các bạn ạ. Người ta sẽ đi đánh về buổi sáng này và mua luôn đồ tươi sống. Mau để mua con gì? Hầu không biết. Hầu ra xem kiếm con gì to to về mua về nhỉ? Vâng. Đây con này, kia này đẹp. Đồ lưu niệm. Đấy, bê bê rồi. Đúng là tươi sống luôn. Lượng một vòng á, lượng một vòng á. Cua lươn biển này, lươn biển này. Ui sống. Sống rồi, sống rồi. Ơ sống rồi. Con lươn biển em này. Mang về làm gì thế anh này? Ơ ngon lắm này. Hả? Nhìn như con rắn hổ mang vậy. Không. Không. Cái này mà làm quái ăn luôn. Lươn biển này. Gói được về sống không nhỉ? À gói được về nhà nó còn tươi. Đây cho nó thủ xốp cho chú mà về. Mà không có mẹ về nó không xem truyền hình cho nữa. Không xem làm clip ở đâu. Qua đi. Đây là clip về. Mà về ăn gì cũng về trên tôi. Ừ gì đâu cũng có lẽ là. Còn là lươn biển. Lắm xương mà ăn tốt lắm. Về mình tái gói. Đi, à. Tí nữa quay lại. Tí nữa quay lại. Hello, xin chào các bạn. Mình là Tâm ơi. Tiếp. Bên này đây. Đi sang bên anh ơi. Anh sang bên này. Đây là. Gỡ luôn về đây đánh lưới này. Vẫn vừa đây cháu bao. Không ăn. Không có đâu. Bao đi. Ba con ăn lưới không? Đây người ta. Xong đi con này gỡ về lưới. Thì con nói ít nhất là phải hạ ít
chứ phải được 3 lạng ngay ạ. Lấy đâu ra 3 lạng? Lấy thế luôn, mua 5 mua mớ, tôi lấy luôn cho tôi chấm không trả. Còn bao nhiêu tiền chưa vào? Hay đó quay em nhé, xe tay. 140 nhỉ? Em ơi, em tao nào ơi, em ơi. Tí nữa cháu mới đi lượm, cháu lượm một vòng đã. Vào đây đây. Vào đây. Anh chị ơi, em có cái này. Đó là đồng thời điểm này. Cho hả? Cho. Móng tay này. Con gì anh? Còn móng tay, móng tay. Ông gì đây rồi, ông này. Đây, đây, đây. Đấy, đây là móng tay. Ô, có vừa. Chắc tư anh em cũng em trai dạ. Nhìn giống em ở trong Tam Bao. Đi đây đây. Đâu, giống thôi. Giống thôi không phải đâu ạ. Giống rồi. Cái nước này chị ơi, cái nước nó nổi rồi. Rất rõ. Phải Tam Bao. Cái này là sống này. Ôi, lấy hết ra ngoài rồi. Lấy hết ra ngoài rồi. Ôi, bên này là bên cá nướng. Cá nướng, cá nướng. Cá nướng này. Khỏi quá. Cá cua này. Ừ, con này to. To đấy nè. Con này một con. Cá mập vậy anh? Nhìn như cá ngừ. Không. Chị có cá mập bán không chị? Chuẩn bị có. Anh nhìn nhau cá mập tầm vài tạ thôi. Không nào, không nào. Anh ơi. Hả? Đâu? Khói thế bọn này. Bên này khó đấy. Ôi, bên này. Thế rồi hình như vẫn chỉ có những cái đồ này. Đây người ta thịt. Đây là cá đông lạnh rồi. Đông đá rồi. Bữa đầu tiên ta đi 7 ngày mà. Anh em tham mau khá đấy, anh em tham mau. Vâng, đi còn em đi lượn một vòng đã. Đi xem. Ôi, đi dài ơi. Dài nhỉ? Dài nhỉ? Hello. Trứng đi anh ơi. Đây cá sủ này. Sủ vàng đó, tự mình tưởng cá này đắt lắm cơ mà nhỉ. 320 cân. 320 á? 120 cân. Thể được rồi. Vâng. Chả vâng cá chấm á. Cái đấy con đấy, con to mới đắt đúng không? Không, con nào cũng con nào. Giá cân thị trường đây là 120 cân. À đấy. Vâng. Cá sủ vàng này. Đây, cá sủ đa nhỉ. À, cá sủ. Đang rét, nó đang rét. Lạnh, tao thấy lạnh nó. Mưa.
mất thì căng. To này. Không ngon em ơi. Cua. Đây mưa. Hai cân rưỡi phải. Nhân đây mấy con nữa không? Đây một cân hai này. Có lấy thêm không? Lấy rồi. Thôi lấy một cân rồi. Lấy một cân hai. Cân hai này. Thôi một cân hai nữa. Quái là ba cân hai nhỉ? Vâng. Nhưng sau bộ mày đi, bộ mày đeo khẩu trang rồi nha. Tao khách bể. Có để người ta bán hàng nha. Một triệu 230 cả à? Cả 3 mớ hả chị? Có 1 triệu 200 rồi. Anh đợi để lấy nghệ nhá. Anh đợi để lấy nghệ. Ở đây có ai nó bắt được con gì này? Con gì anh lấy con gì? Ở đây không cần lấy. Có cá sô sống. Cá sô sống. Em ở bên Sầm Sơn là hãy đi xin nhờ anh biết cái chỗ em không? Chỗ kia. Anh cứ xem. Bớt đi. Đây anh cũng chả sợ gì. Không, còn đấy lắm. Anh đi nhớ mày ăn hôm nay giờ luôn đi. Nó phải gì lắm. Thằng này nó lại không lấy nữa. Thì anh thì bớt con đấy ra. Anh chúng đây còn nào. Ra các ra rồi bỏ con đấy ra. Cắn vào màu đi.